Rồi, chào tất cả anh em. Đây mình lên cho anh em con đồng son nha. Con này thì clip là mình đánh thu phục nó. Clip thu phục nó là kèo đầu quánh nó chặn quá, nó dạt đằng xa không à. Người nên kèo đầu đâu cũng đâu 40 mấy phút gì đó, bắt không được nó mình mới đuổi lên. Mình đuổi lên cái mình mới đổi kèo hai, đổi kèo hai mình quánh bộ năm chân dò đón bắt cho nhanh, nên nên kèo hai là có chỉ được 3 phút mấy là chim rớt xuống guồng và dòng là mình bị gì mình đánh dò đón xa nên mình bắt chim cho nó nhanh. Kèo đầu đánh ở trong trong gậm á, trong đám bắp á, làm như nó không chịu, nó không chịu nên nó không sáp mồi nha. Chim nó chặn một phần, với thêm một phần là chim nó làm như là nó không có chịu bãi rồi nên nó kèo đầu nó không sắp kèo. Nên kèo hai mình dời dời qua bên ngay cội nó luôn. Chim mắt đỏ ngầu rồi, nó ao rồi trời. Con này thì mình đẩy mình báo sơ lược nước chơi bên ngoài của nó cho anh em. Nước xa của nó là con này nó có thuốc dồn kèm thưa. Nhưng mà tuyệt đối có một cái là con này nước xa của nó chim đổ gù rất tốt nha. Nước xa của nó là chim đổ gù rất khá cứng. Nói chung là nước xa của nó đổ gù là chim tuyệt vời luôn, chứ không có nói là khá cứng gì nữa nha anh em. Hàng này là bao gù cho anh em để cho anh em rọt mồi. Còn về nước gần của nó thì về clip thì mời anh em vào xem nước chơi của chim rồi anh em tự thẩm nha. Con này thì nói chung là rất to đẹp nha. Chim tơ mà đang mới vừa đủ cùm, đang thay lông luôn nha anh em ơi. Con này là chim tơ mới vừa đủ cùm. Chim đang thay lông. Đang thay lông nên nó con này thì to lớn lắm, nhưng mà có một cái là nó đang gớt lông, nó thay lông. Rồi nên chim nó cũng chưa có đủ hình hung nha anh em. Đây để mình quay bỏ sát vô cho anh em xem. Đó. Chim nó thay lông nên anh em nhìn cái dàn quy của nó là nó cũng chưa có bung ra đủ hình. Một là nó tơ, nó chưa có đủ hình. Hai nữa là chim nó đang trong thời điểm rớt lông. Đó, hình ảnh hình dáng chim đây. Mời anh em xem. Chim thì mặt mày khỏi bàn luôn nha anh em. Chim cái dàn cồm mà cùng dàn cỡ này mà hỏi anh em nào mà hỏi sao mà gù ít được. Đầu nhỏ mỏ cục luôn. Mắt không? Con này nuôi nhanh nổi lắm nè anh em. Mắt còn lửa gần luôn. Đỏ gực luôn nha. Đó, mắt trồng đỏ nhiều hơn hơn trồng đen. Mắt trồng đỏ không? Rồi, mời anh em vào xem clip gần thu phục em nó. Ưng thì đón em nó về. Ưng thì đón em nó về. Anh em cần mỗi bẫy đấu hay là muốn mồi để thực hiện đam mê liền, alo Q69, số điện thoại trên màn hình hoặc là phần tiêu đề, để anh em mình trao đổi để chia sẻ và cùng phát huy thực hiện đam mê nha anh em. Anh em có cần thức ăn và phụ kiện thu ráy ủng hộ tiếp bên Q69 có cung cấp đầy đủ cho anh em nha. Rồi cảm ơn anh em nhiều. Mời anh em vào xem clip rừng thẳm chim nha anh em. Yeah.
Thank you.
Get back.